Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Theo báo cáo, một số vụ nổ đã được nghe thấy xung quanh cảng Sevastopol của Crimea vào ngày 21 tháng 1 khi các quan chức tạm thời đóng cửa một cây cầu quan trọng nối bán đảo với đất liền Nga. Thống đốc do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozayev cho biết trong một bài đăng trên Telegram, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một mục tiêu gần thành phố. Ông cho biết không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng của thành phố và cho rằng vụ tấn công là do Ukraine thực hiện. Razvozayev yêu cầu người dân Sevastopol sơ tán đến nơi trú ẩn không kích gần nhất. Các kênh Telegram địa phương đưa tin về một số vụ nổ xung quanh thành phố Cảng, nơi Nga có một phần hạm đội hải quân Biển Đen. Chính quyền Crimea cho biết giao thông qua cầu Crimean, còn được gọi là cầu Kerch, tạm thời bị chặn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết quân đội Nga đã triển khai các hệ thống phòng không tới Crimea và tiền tuyến, nhưng đồng thời cũng rút chúng từ các khu vực khác của Nga. Trả lời phỏng vấn Focus, ông Inat cho biết, đúng là họ đã lấp đầy tiền tuyến bằng hệ thống phòng không. Krum cũng đã được lấp đầy, nhưng bạn có thể thấy rằng phần còn lại của lãnh thổ Nga không có nhiều hệ thống phòng không. Với cơ bản là những nơi đó trống rỗng, Moscow, Saint Petersburg ít nhiều vẫn được bảo vệ, nhưng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất có khả năng tiếp cận Moscow, Saint Petersburg và các kho dầu khác. Đây là một dấu hiệu tốt. Người Nga đang nếm trải mùi vị của xung đột, Họ nghĩ rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra đúng kế hoạch và sẽ không ảnh hưởng đến họ. Nhưng giờ nó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Ông Inat bày tỏ mong muốn có một triệu máy bay không người lái của Ukraine bay qua Nga đến tận dãy Uran. Nhưng ông thừa nhận khả năng của chúng tôi hoặc các quốc gia đối tác không phải là vô hạn. Tối ngày 21 tháng 1, hãng tin Reuters cho hay hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương sau khi Ukraine pháo kích vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine Ông Alexei Kulemzin, thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết Ukraine đã bắn phá vào khu vực Đông Đúc, nơi có một cửa hàng và một khu chợ lớn. Các bức ảnh và video do Reuters ghi lại tại hiện trường cho thấy quang cảnh tang thương sau vụ tấn công. Ông Denis Pushilin, người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết các cơ quan cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, trong khi chuyên gia pháp y cố gắng thu thập các mảnh vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công. Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ tấn công này là hành động khủng bố man dợ do Ukraine thực hiện bằng vũ khí phương Tây cung cấp. Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Nga lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào dân thường. Trước đó, hãng tin AP cho biết máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công vào một kho dầu ở phía tây nước Nga gây hỏa hoạn lớn. Theo hãng tin TASS, bốn bồn chứa dầu với tổng dung tích 6.000 mét khối đã bốc cháy khi Ukraine tấn công vào Klinsy, thành phố nằm cách biên giới Ukraine khoảng 60 km tỉnh trưởng Priyansk, Nga, ông Alexander Bogomas cho biết lực lượng phóng không đã gây nhiễu điện tử nhưng UAV Ukraine thả thuốc nổ xuống cơ sở. Không có ai thương vong trong vụ việc và thiết bị chuyên dụng đã được triển khai để dập đám cháy. Theo AP, vụ tấn công trên là nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm gây bất an ở Nga cũng như nhằm giao rác hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, người khẳng định cuộc sống ở Nga vẫn diễn ra bình thường trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 17 tháng 3. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine năm nay sẽ tăng cường tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Giới chức Ukraine cho biết lực lượng phòng không Nga đang tập trung ở các khu vực bị giành quyền kiểm soát của Ukraine. Điều này đồng nghĩa các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga dễ bị tổn thương hơn, nhất là khi lực lượng Ukraine phát triển UAV tấn công tầm xa. Truyền thông nhà nước Ukraine dẫn lời một quan chức cơ quan tình báo Ukraine cho biết UAV nước này hôm 19 tháng 1 cũng đã tấn công một nhà máy thuốc súng ở Tambov, thành phố cách Moscow khoảng 600 km về phía nam. Tuy nhiên, tỉnh trưởng Tambov Maxim Yegorov khẳng định nhà máy vẫn hoạt động bình thường, theo hãng tin RBC. Trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm 21 tháng 1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng các hoạt động quân sự do Israel thực hiện đã dẫn đến sự tàn phá trên diện rộng và loại bỏ nhiều sinh mạng ở quy mô chưa từng có kể từ khi ông nhậm chức. Ông Guterres khẳng định cần phải đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để giảm bớt tình trạng đau khổ ở Gaza, cho phép viện trợ đến được với những người gặp khó khăn và tạo điều kiện để trả tự do cho các con tin. Tổng thư ký Liên hợp quốc phê phán việc liên tục bác bỏ giải pháp hai nhà nước là không thể chấp nhận được, đồng thời chỉ ra rằng việc tước đoạt các quyền của người dân Palestine sẽ khiến xung đột kéo dài và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định về quan điểm bác bỏ việc thành lập nhà nước Palestine Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Netanyahu cũng đề cập đến việc Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza để đảm bảo rằng giải đất này không còn là mối đe dọa đối với Israel. Trong khi đó, các cuộc giao tranh lại nổ ra rộng khắp giải Gaza, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương trong 24 giờ qua. Phóng viên của hãng tin AFP ghi nhận tiếng súng và cuộc không kích, pháo kích bằng xe tăng diễn ra ồ ạt tại thành phố Khan Yonis, thành phố chính ở miền nam giải Gaza. Trả lời hãng tin AFP, một số người cũng nói rằng quân đội Israel đã bắn phá thành phố Gaza và các khu vực khác ở phía bắc giải Gaza lúc sáng sớm ngày 21 tháng 1. Tại thành phố Rafah, gần biên giới với Ai Cập, cơ quan y tế Gaza ghi nhận một số người thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào một ô tô của người dân. Hiện quân đội Israel đang thúc đẩy lực lượng tiến về phía nam giải Gaza để giành lại quyền kiểm soát khu vực này từ tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas. Bên cạnh đó, AFP cũng đưa tin quân đội Israel đã đột kích vào thành phố Hebron thuộc khu vực bờ Tây trong bối cảnh Thủ tướng Israel Netanyahu đang phải đối mặt với chỉ trích gay gắt khi ông bác bỏ lời kêu gọi về chủ quyền của người Palestine sau khi chiến tranh kết thúc. Trước đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine ngày 19 tháng 1 cáo buộc máy bay không người lái UAV của Israel đã nổ súng vào dân thường tại Bệnh viện al aman và cơ sở của tổ chức này tại thành phố Khan Yonis ở phía nam giải Gaza khiến một số người tị nạn bị thương. Israel từng phát triển hệ thống Smart Dragon có thể lắp trên các loại UAV, trang bị hệ thống quang học vi tính phức tạp để ngắm bắn, khai hỏa súng trường hoặc súng bắn tỉa từ xa vào mục tiêu. Hệ thống này được cho là có thể bắn trúng mục tiêu một cách chính xác, bất kể UAV gắn súng trường di chuyển nhanh cỡ nào. Wafa, hãng thông tấn của chính quyền Palestine tại bờ Tây dẫn nguồn tin địa phương cho biết Israel còn pháo kích ác liệt ở khu vực bệnh viện Al-Aman và trung tâm thành phố, song không thống kê thương vong một số người dân thường thiệt mạng trong loạt tấn công cùng ngày ở phía tây Khan Yunis. Quân đội Israel cho biết họ đang kiểm tra thông tin từ tổ chức cứu trợ nhân đạo. Xe tăng Israel cũng đang áp sát bệnh viện Nasser của Khan Yunis, được xem là cơ sở y tế lớn nhất còn hoạt động tại giải Gaza. Người tị nạn trong bệnh viện cho biết họ có thể nghe rõ tiếng đạn pháo từ phía tây và nhìn thấy giao tranh ác liệt ở phía nam Nasser. IDF cáo buộc Hamas gần đây thực hiện các vụ tấn công từ trong khuôn viên bệnh viện Al-Nasser nhằm vào lực lượng Israel ở Khan Yunis. Nhân viên bệnh viện đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết phần lớn bệnh viện trong số 36 cơ sở y tế tại giải Gaza đã ngừng hoạt động do chiến sự. Khoảng 15 bệnh viện chỉ có thể duy trì hoạt động một phần với khối lượng công việc gấp 3 lần bình thường, trong khi vật tư y tế lẫn nhiên liệu để vận hành máy phát điện đều thiếu. Bên cạnh đó, theo hãng tin AFP ngày 21 tháng 1, phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine vừa công bố báo cáo dài 16 trang bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập về cuộc tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Hamas tuyên bố cuộc tấn công là bước đi cần thiết và là phản ứng bình thường để đối đầu với mọi âm mưu chống lại người Palestine của Israel. Song Hamas cũng thừa nhận một số sai lầm đã xảy ra do hệ thống an ninh và quân sự của Israel sụp đổ nhanh chóng, cũng như sự hỗn loạn ở khu vực biên giới với Gaza. Theo đài CNN, ngày 20 tháng 1, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hakari cho biết, lực lượng Israel đã phát hiện một đường hầm ở thành phố Khan Yunis, Nam Gaza. Phía Israel cho rằng Hamas dùng đường hầm này để giam giữ các con tin. Ông Hakari cho biết, sau khi lực lượng Israel chiến đấu và loại bỏ một số thành viên Hamas ở lối vào, họ tiến xuống đường hầm và phát hiện nơi đây có chất nổ và cửa chống nổ. Phía Israel cho biết, họ đã tìm thấy một phòng lớn ở độ sâu 20 mét tính từ mặt đất. Ông Hakari cho hay, theo lời kể của các con tin, đây là nơi Hamas dùng để giam giữ họ. Mặc dù phía Israel không phát hiện có con tin nào ở đường hầm trong quá trình hoạt động, nhưng họ tìm thấy bằng chứng cho thấy những con tin từng bị giam giữ tại đây. Trong các bằng chứng có bức vẽ của con tin Emilia Aloni 5 tuổi. Đi sâu xuống, lực lượng Israel còn tìm thấy 5 phòng khác, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và nệm. Phía Israel cho rằng Hamas từng giam giữ khoảng 20 con tin ở các phòng này. Theo tờ Giờ Tham ở Israel, lực lượng phòng vệ Israel đã thả hàng ngàn tờ rơi xuống miền Nam Gaza. Các tờ rơi có hình ảnh các con tin còn đang bị Hamas giữ các tờ rơi kêu gọi người dân Gaza cung cấp thông tin về nơi các con tin bị giam và đưa ra phần thưởng nếu người dân hợp tác. Theo hãng tin AP, chỉ vài giờ sau cuộc không kích làm bốn cố vấn quân sự Iran thiệt mạng ở thủ đô Syria ngày 20 tháng 1, lực lượng Israel tiếp tục tấn công một chiếc xe ô tô gần thành phố Cảng Tire ở phía nam Liban. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này đã làm chết hai thành viên nhóm vũ trang Hezbollah đang ngồi trong xe, cùng hai người khác đang có mặt tại vườn cây gần đó. Theo lời một quan chức giấu tên thuộc Hezbollah, một trong số những người bị hạ sát là Ali Hudrui, chỉ huy lực lượng Hezbollah tại địa phương. Những tuần gần đây, Israel bị cáo buộc tăng cường tấn công nhằm vào các nhân vật cấp cao của Iran và các nhóm vũ trang đồng minh của nước này ở Syria và Liban. Đầu tháng này, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Israel tiến hành đã hạ sát phó thủ lĩnh Hamas Saleh Arouri ở thủ đô Beirut của Liban. Về vụ không kích vào Damas ngày 20 tháng 1, theo hãng tin no Un News Iran, hai trong số bốn cố vấn quân sự thiệt mạng là tướng Sade Omid Zade, phó chỉ huy tình báo của lực lượng Quds tại Syria và cấp phó của ông này có bí danh Haji Kolam. Quds trực thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC). Ngoài ra, theo ông Abdurrahman, vẫn còn bốn người khác kẹt dưới đống đổ nát. Công tác tìm kiếm những người mắc kẹt vẫn đang được tiến hành. Quân đội Syria cho biết tòa nhà 4 tầng bị không kích nằm ở khu Maze, phía tây Damascus. Tòa nhà do IRGC sử dụng vốn được bảo vệ nghiêm ngặt, song đã bị san bằng hoàn toàn. Theo quân đội Syria, máy bay Israel đã phóng tên lửa khi đang bay qua cao nguyên Golan.